Người đàn ông này đang xem lại video của cô con gái 5 tuổi của mình lúc còn sống, nhưng đột nhiên, trong máy tính phát ra một luồng ánh sáng, màn hình ngay lập tức trở thành một vũ trụ đầy sao sâu thẳm. Anh ấy tò mò đưa tay lên sờ, không ngờ lại có thể đưa nửa bàn tay vào trong. Không dám tin vào mắt mình, anh cầm lấy một chiếc xe mô hình đưa tới gần xem thử, thì lập tức bị hút vào trong. Thêm một chiếc khác cũng bị như vậy, hai chiếc xe mô hình đang bồng bềnh trong màn hình máy tính. Anh ấy lại thử đổ nước vào màn hình, cứ tưởng là không có chuyện gì, nhưng một giây sau, một cú nổ cực mạnh khiến anh văng thẳng vào tường, xe mô hình cũng biến thành một tấm giấy rất lớn. Anh ấy chết lặng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Kết quả là, khi anh ấy chỉ chạm nhẹ vào, nó lại tách thành hai nửa. Anh ấy lại gõ nhẹ vào, tấm giấy ấy lại biến đổi một cách thần kỳ. Bây giờ đã có thể mở cửa ra, nhưng nhìn thế nào thì cũng chỉ là hai tấm giấy. Anh ấy ngồi vào, run rẩy ấn vào một cái nút trông như nút khởi động. Không ngờ rằng, tấm giấy ấy lại bắt đầu biến đổi một cách không kiểm soát, chấn động cả căn nhà. Cuối cùng, nó đã biến thành một chiếc BMW hoàn toàn mới. Hàng xóm xung quanh cứ tưởng là động đất, mà anh ấy vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Thì đột nhiên, có một viên thịt nhỏ kỳ lạ xuất hiện ngay trước mặt. Nó quét một lượt lên người A Cường, khiến anh bị dọa sợ đến mức không dám nhúc nhích. Không ngờ rằng, chỉ vài giây sau, nó đã học được ngôn ngữ của loài người, còn nói chai nước trên tay anh ấy rất nguy hiểm. Xem ra, cục thịt viên này rất sợ nước. Hóa ra, vài ngày trước, A Cường đang trên đường đi giao hàng thì chiếc xe bỗng nhiên bị hỏng. Đột nhiên, một cơn mưa sao băng từ đâu lao đến, khiến cả người và xe đều bị hất bay. A Cường ngọ nguậy ngồi dậy, nhìn thấy tất cả hàng hóa của mình đang bị thiêu rụi, chiếc xe còn bị thủng một cái lỗ lớn. Nhưng vì bị thương khá nặng nên anh đã bất tỉnh ngay sau đó. Không ngờ rằng, có một viên thịt nhỏ xuất hiện từ hư không, bắt đầu quét một lượt qua hiện trường. Chỉ cần nó quét đến đâu thì mọi thứ ở đó sẽ được hồi phục trở lại. Nó đến bên cạnh A Cường, chữa trị cho vết thương của anh ấy, hút đi từng giọt máu trên người anh, rồi phục hồi lại chiếc máy tính của anh và trốn vào trong đó. Anh ấy hỏi, chiếc xe này có phải do nó làm ra không? Cục thịt viên này cũng biết cách xã giao ấy chứ. Còn nói mình đến địa cầu là để nghiên cứu nhân loại, A Cường chính là con chuột bạch của nó. Nó đã vô tình đặt câu nói đó thành mật khẩu khởi động. Thấy A Cường đang tức giận, nó vội vàng chạy vào trong máy tính. Có một đôi nam nữ không mặc đồ ở trên phố. Hóa ra vừa rồi, hai người vốn đang thân mật với nhau, nhưng chiều cao của A Cường lại không đủ. Cục thịt viên nhìn thấy cảnh này nên đã tự giác cởi giúp cô gái giày cao gót. Nhưng lúc cô gái phát hiện ra đôi giày của mình đã biến mất. Lúc này, viên thịt nhỏ cũng quét xem hai người họ đang nghĩ gì. Ngoài việc hỗ trợ, nó còn có thể cứu người. Người chủ của A Cường sắp nhảy lầu vì không trả được nợ. Anh ấy vốn chỉ muốn ngăn cản ông chủ, nhưng không ngờ, trong lúc lôi kéo thì ông chủ không may bị rơi xuống lầu, anh ấy cũng không màng tới tính mạng mà nhảy xuống theo. Hai người sắp rơi xuống đất, A Cường vội hét lên một câu. Viên thịt nhỏ trong chốc lát đã phát huy công lực của mình, dùng một chùm ánh sáng mạnh giữ hai người lại. Hai người họ trở thành hai mảnh giấy và rơi xuống. Chuyện gì vậy trời? Ông chủ còn tưởng mình đang nằm mơ. Viên thịt nhỏ bay đến, ông chủ cũng vui mừng khôn xiết. Mặc dù nó đã cứu mạng ông, nhưng ông lại còn đòi hỏi, tìm tới ông chủ cho vay nặng lãi, muốn sử dụng viên thịt nhỏ để thực hiện một thỏa thuận. Tên đàn em kia nghe xong còn tưởng ông ta bị điên, nhưng không ngờ tên chủ cho vay nặng lãi, Nhất Ca, cũng ở đây. Vừa hay, hắn ta cũng tình cờ xem được cảnh họ rơi từ tòa nhà xuống. Nhất Ca tin vào những gì anh ấy nói, bảo anh ấy đem người ngoài hành tinh đó đến đây thì coi như là trả xong nợ. Ông chủ vì vậy cũng bắt đầu nghĩ cách để có được viên thịt nhỏ. Thấy A Cường sắp về rồi, ông ta lại giở trò, đòi sống đòi chết. Kết quả là A Cường cũng mềm lòng. Sau khi lừa được A Cường để có được viên thịt nhỏ, ông chủ hỏi anh ấy dùng nó thế nào. A Cường buồn bực, tùy miệng nói là đổ nước vào. Nhưng sự thật thì, thứ mà viên thịt nhỏ sợ nhất lại chính là nước. Bạn gái nóng lòng muốn xem kết quả, thẳng tay ném nó vào trong bể nước. Không ngờ, một giây sau là nó biến mất không thấy đâu nữa. Đúng vào lúc này, một luồng nước phun ra quấn quanh của cô bạn gái, thậm chí còn kéo cô ấy lên cao. Nhìn thấy cô ấy sắp nghẹt thở mà chết, A Cường vội lao về phía trước, ôm chặt lấy cô ấy, hét lên mật khẩu khởi động lại, có như vậy mới cứu được cô. Nhận thức được sự nguy hiểm của nó, nên mấy người họ không muốn giao dịch nữa. Nhưng bất ngờ thay, tên Nhất Ca ấy lại không sợ, thậm chí còn chuẩn bị một cốc đầy máu tươi cho nó, sau đó trực tiếp ném nó vào trong. Kết quả là, chỉ sau mấy giây, viên thịt nhỏ đã hút cạn máu trong đó. Mà lúc này, hắn ta lại không mảy may nhận ra được sai lầm lớn của mình, vì muốn chứng minh xem nó có nghe theo mệnh lệnh của mình hay không. Sau khi bị đánh bay, nó lại quay về bên cạnh tên Nhất Ca.
thấy viên thịt nhỏ này đã nghe lời mình như vậy, hắn cũng chuẩn bị xử lý luôn nhóm của A Cường. Hắn nhắm vào bạn gái của A Cường trước. Thấy viên thịt nhỏ đang chuẩn bị bay về phía đầu của bạn gái, trong tuyệt vọng, A Cường vội dùng thân mình chắn phía trước, nuốt viên thịt nhỏ vào bụng. Tên Nhất Ca thấy vậy thì rất tức giận, liên tục đánh vào bụng A Cường, bắt anh mau nôn nó ra, nhưng không có tác dụng. Chính vào lúc hắn muốn mổ bụng A Cường để lấy nó ra, thì cơ thể của A Cường lại bắt đầu xuất hiện những khác thường. Lưng của anh đột nhiên mọc ra những chiếc gai nhọn, cơ thể cũng bắt đầu vặn vẹo không kiểm soát. Ngay sau đó, cánh tay anh ấy cũng biến thành một cánh tay khổng lồ, khuôn mặt và hàm răng cũng bắt đầu thay đổi. Anh ấy dùng chút lý trí cuối cùng để kéo lê cánh tay rời đi, nhưng không ngờ rằng, một lúc sau, một con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Hình dạng rất giống viên thịt nhỏ, nhưng lại to lớn gấp mấy trăm lần, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sau đó, nó tự tách ra thành 8 phần, rồi nhanh chóng tập hợp lại, tạo thành một diện mạo mới. Đến lúc này, họ mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, liền sợ hãi vội vàng chạy trốn. Nhưng nó đã giải phóng ra vô số những viên thịt nhỏ, điên cuồng đuổi theo bọn họ. Nó vươn những chiếc xúc tu ra, bao vây đám người đó lại, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, hút tất cả mọi người vào trong không trung. Bên này, một nhóm người khác cũng đã bị biến thành một hàng người bằng giấy, chỉ cần đẩy nhẹ là ngã xuống. Cô bạn gái hỏi quái vật, rốt cuộc thì thứ trước mặt cô là A Cường hay người ngoài hành tinh. Không ngờ lúc này, tên Nhất Ca đã lao đến, khống chế cô bạn gái làm con tin. Nhưng, vào lúc hắn ta giơ con dao lên, con dao ngay lập tức vỡ ra thành bột. Hắn lúc này như đã hóa điên, nhặt từng viên gạch lên đập vào đầu mình. Vì hắn biết, viên thịt nhỏ đã hút máu của ai thì sẽ nghe theo lệnh của người đó. Quả nhiên, vô số viên thịt lập tức bao quanh hắn ta. Vào lúc hắn ta tưởng mình đã giành lại chiến thắng, không ngờ từ phía sau, ông chủ của A Cường đã lao đến, chụp một chiếc túi lên đầu hắn ta. Bạn gái nhìn chằm chằm vào con quái vật kia, cố gắng thức tỉnh A Cường. Con quái vật từ từ cúi xuống. Bên trong nó, A Cường giống như một đứa bé đang chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng người bạn gái lại không thể nào bắt được anh ta. Lúc này, A Cường từ thế giới bên kia tỉnh lại. Ở đây, anh ấy cuối cùng cũng được gặp lại con gái của mình. Anh ôm con gái vào lòng thật chặt và nói lời tạm biệt lần cuối với con gái. Sau một loạt ánh sao rực rỡ đang từ từ bay lên trời, A Cường cuối cùng cũng được trả về. Kết phim. Vì không muốn viên thịt nhỏ sẽ gây ra tai họa nữa, anh ấy đã làm một ngôi nhà cho nó ở trong rừng, cách xa thế giới loài người, bảo nó ở đây từ từ mà nghiên cứu.